chương một anh hùng cứu mỹ nhân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đối với mộ dung dương mà nói người nam nhân trước mắt này thật sự là quá vô sĩ chí ít tại nàng cái này hơn 20 năm gần đây tiếp xúc qua trong mọi người cái này nam nhân là vô sĩ nhất một cái so lên đứng phía sau đám kia tiểu lưu manh còn muốn vô sĩ mấy điểm đặt tại mộ dung dương trước mặt là một đạo sông khó lựa chọn hoặc là tiếp nhận cái này nam nhân vô sĩ yêu cầu, hoặc là, liền là bị sau lưng cái kia chút hung thần ác sát gia hỏa đánh tàn bạo một trận mà cái này bỗng nhiên đánh tàn bạo phía sau, còn không biết sẽ có hay không có cái gì cái khác nội dung, tỉ như gần nhất trên báo chí liên tiếp xuất hiện hiếp dâm loại hình. Mộ dung dương ngẩng đầu, nhìn một chút người nam nhân trước mắt này, để mộ dung dương vì đó chán nản là, cái này nam nhân tự như thờ ơ đồng dạng, khoan thai uống vào trong tay mình cái kia chén whisky chẳng những là thanh nàng dạng này một cái xinh đẹp như hoa mộ dung dương trở thành không khí, thậm chí thanh mộ dung dương sau lưng những cái này hung thần ác sát gia hỏa vậy trở thành không khí. Uy, ta đây chính là cho ngươi một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội có được hay không? Ngươi không cần làm đến giống như một bộ không biết điều bộ dáng, thật nhiều người đứng xếp hàng muốn cứu bản tiểu thư, bản tiểu thư còn không có không dựng lý bọn họ đâu. Mộ Dung Dương thở phì phì đối năm nhân hôn một câu nam nhân trên mặt vẫn như cũ treo cái kia như có như không hỏng cười, vương tay nhẹ nhàng lột một thanh trên trán rũ xuống tóc dài, chậm rãi nói một câu. Tên của ta là Trầm Duệ, không phải kia là cái gì uy. Mặt khác, nếu quả thật có người nguyện ý cứu ngươi, vậy ngươi đi tìm bọn họ tốt. Nói xong, Trầm Duệ ánh mắt còn tại cả cái quầy rượu bên trong dạo qua một vòng, tự hồ cả cái quầy rượu ngoại trừ mấy cái kia trợn mắt nhìn nam nhân bên ngoài, liền chỉ còn xuống hai người bọn hắn người, ngay cả vốn nên nên khách mời A viên giáp A viên ất quần chúng diễn viên đều không có một cái nào. Mộ dung dương lần nữa vì đó chán nản, đang muốn lại nói chút gì, cái kia mấy năm nhân bên trong có một cái đồng dạng để tóc dài, nhưng lại đều khiến người cảm thấy hắn tóc dài dính sền sệt không sạch sẽ ra hỏa mở miệng trước. Dựa vào, hai người các ngươi trình diễn xong không có, tiểu tử, ngươi có phải hay không dự định thay cái này cô nàng ra mặt, không phải liền xéo đi nhanh lên, là lời nói cũng đừng trách các huynh đệ trên tay gia hỏa không có mắt. Loại lời này phóng ra, đổi cá biệt nam nhân, khả năng đã sớm giận không kềm được đẩy ra mộ dung dương, sau đó vương người đứng dậy cùng đám kia tiểu lưu manh làm. Mộ dung dương cũng chính là đánh lấy dạng này tính toán, cảm thấy trầm duệ cũng nên nhìn không được, nhất định hồi xuất thủ tương trợ, thế nhưng là không nghĩ tới, trầm duệ lại khoát tay áo, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những tiểu đó lưu manh một chút lại bưng từ bản thân chén rượu uống một ngụm rượu. Mộ dung dương kéo lại trầm duệ cánh tay, một loạt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ răng cắn chặt miệng môi dưới, nhỏ giọng nói một câu. Ngươi liền không thể thay cái khác yêu cầu. Ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Trầm duệ bốc lên mí mắt đánh giá mộ dung dương một chút, vẫn là miễn cưỡng một cười, từng chữ nói ra nói đến. Ngươi nội y, ta nói, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ngươi nội y đưa cho ta, ta liền giúp ngươi thanh đám này đuôi mù mặt hàng cho ném đến quán ba bên ngoài đi. Lời nói này, chẳng những mộ dung dương mặt bên trên lập tức lại là bốc lên hai đóa hồng vân, với lại cái kia mấy tên tiểu lưu manh vậy không chịu nổi, bên trong một cái hét lớn cầm lên một chi bình rượu, liền chuẩn bị nện lại đây. Không nghĩ tới trầm duệ ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái, chỉ là nhìn qua chậm rãi đưa tay ra, liền bắt lại cái kia tên tiểu lưu manh cổ tay, nhẹ nhàng từ biệt, vậy không gặp hắn ra sao dùng sức cái kia tên tiểu lưu manh miệng bên trong mặc dù không có hừ ra đến, nhưng là trên mặt thống khổ lại có thể thấy được lốm đốm. Lần này, chẳng những là mộ dung dương, liền ngay cả cái kia chút tên tiểu lưu manh, cũng đều biết, trầm duệ tuyệt đối là cao thủ. Vẫn là cái kia tóc dài tiểu lưu manh mở miệng, chỉ là lần này khẩu khí rõ ràng mềm nhũng rất nhiều. Vị huynh đệ kia, nếu như ngươi không biết cô nàng này mà lời nói, ngươi vẫn là đừng quản cái này nhàn sự các huynh đệ cũng chỉ là lăn lộn chén cơm ăn cô nàng này mà là cái phóng viên nàng dự định cầm chúng ta lão bản quán ba khai đao ta nhưng không thể bỏ qua nàng trầm duệ vậy không có phản ứng hắn chỉ là xoay mặt nói với mộ dung dương nghĩ kỹ chưa có nếu như không có lời nói ta còn có việc đi trước mộ dung dương chỗ nào chịu thả hắn đi a à? rõ ràng đó là cái cứu tinh mặc dù mộ dung dương kỳ thật căn bản vốn không sợ cái kia chút tên tiểu lưu manh bằng trong nhà nàng năng lực, đừng nói là mấy tên tiểu lưu manh, liền xem như trong tòa thành thị này lăn lộn rất khá lão đại cấp nhân vật, sợ rằng cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Chỉ là, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, mộ dung dương là hiểu. Đã sớm nghe nói trong quán rượu này nội dung độc hại cơ hội dính toàn, vì phát một thiên để các đồng nghiệp tốt thật là khiếp sợ một phen báo đạo, mộ dung dương mới không thể không hạ mình lại tới đây ngầm hỏi, thế nhưng là không nghĩ tới trình độ thật sự là không quá quan, vừa mới đập mười mấy phút, liền bị người phát hiện. Sau đó đám người này tự như là thanh tràng tự giống như, thanh tất cả khách uống rượu đều đuổi ra ngoài, nhưng là trầm duệ lại tự hồ như không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ ngồi ở trên quầy ba, có chút hăng hái nhìn xem tuần vui này. Bằng trực giác, mộ dung dương cảm thấy trầm duệ là cao thủ, cho nên mới hội chạy tới cùng hắn cầu cứu. Nhưng là, trầm duệ lại nói cho nàng, muốn để hắn cứu người không có vấn đề, nhưng lại đưa ra một cái như thế vô sĩ yêu cầu, lại còn nói cứu người thù lao là để mộ dung dương cởi thiếp thân nội y để hắn mang đi. Mộ dung dương nghĩ đến nát ốc cũng không hiểu, vì cái gì nhìn qua anh Tuấn bất phàm, khí chất vậy thật sự là không sai trầm duệ, thế mà sẽ là cái có cất giữ kiểu nữ nội y loại này hèn mọn đam mê khá lắm. Cái kia nếu không chờ ngươi đã cứu ta, ta mang ngươi đến nhà ta, đầy trong tủ treo quần áo áo ngươi tùy ý chọn trầm duệ rất là tiếc núi lắc đầu, trên tay nhẹ nhàng đẩy, thành cái kia sắc mặt thương bạch da băng đẩy đến xa xa, sau đó nhún vai. Vậy quên đi, ta rượu uống xong, cũng nên về nhà. Dựa vào. Mộ dung dương trong lòng thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn thấy cái kia mấy tên tiểu lưu manh trên mặt lộ ra đắc ý giữ tận cười, quyết tâm trong lòng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trầm Duệ nghe xong lời này, nhẹ gật đầu, xoay người nói vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đến bên kia chỗ ấy tương đối âm u, sẽ không có người có thế trông thấy thanh nội y thoát a. À. Ta nắm bắt tới tay về sau, liền giúp ngươi đuổi đám hỗn đảng kia. Tiểu tử, ngươi khác quá càng rỡ. Không đợi mộ dung dương nói cái gì đó, ngược lại là cái kia mấy tên tiểu lưu manh trên mặt có chút nhìn không được rồi. Trầm duệ vậy không thèm để ý bọn họ, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn xem mộ dung dương, tựa hồ tại thúc giục nàng nhanh đi thoát nội y. Mộ Dung Dương ngẩng đầu, nhìn xem trầm duệ con mắt, đây là một đôi thanh tịnh cơ hồ có thể gặp ngọn nguồn con mắt, tự như là hài nhi lúc sinh ra đời bộ dáng, thế nhưng, vì cái gì lại hồi trưởng tại một cái có bị ổi như thế yêu nam nhân tốt trên mặt đâu. Do dự nửa ngày, Mộ Dung Dương rốt cục vẫn là xê dịch bước chân, hướng trầm duệ chỉ vào cái kia âm u nơi hẻo lánh dời đi. Xin hãy vốt 9.10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả